Chào các bác nhé. Video này em xin chém gió cùng các bác một chút nhé. Em vì là em ở đây em đi tiện làm nhựa thì em thăm cái đỏ ở trên cùng xa nhất này, khu vực trên này, trên đồi cao trên này. Thì em thấy ông nó về soi ấy, mới đầu là nó ở trên đỉnh đỉnh gần trên ngọn kia nhé các bác nhé, cây sâu cước to này, đằng sau em này này. Đấy thì nó ở trên đỉnh nha. Nó cứ vòng vèo ở trên đấy, vòng dần vòng xuống nhé các bác nhé. Đấy nó xác định vị trí ấy, nên những cái cây to á. Đấy xong rồi nó mới lần xuống dưới này. Đây cái đỏ của em ở dưới này đây. Đó ở trong cái bụi vừa lấy là cái cỏ cái này em vừa dứt em đậy vào cho nó kín ấy. Vì là cái đỏ này bị người ta lấy ong một lần rồi các bác. Như thường thường em lấy thì em lại chát bùn lại cho kín hết, người ta lấy thì nó hở lắm, nên ra là ong nó chưa về thì em mới lấy cỏ em đậy lại. Đấy ong nó đang soi rất là nhiều ấy. Bây giờ là 3:30 không biết ong còn về, em cố đợi xem là có ong về để quay cho các bác xem, nhưng mà không biết thế nào. Đấy ong thì nó cứ lướt vào cây kìa. Đấy nó lướt đến đấy xong rồi nó bắt đầu vòng xuống. Đấy nó đang về soi rất nhiều nữa. Không biết là tầm này còn có ong về không, vì trời vẫn đang rất là nắng này các bác nhé. Đấy, trời vẫn đang rất nắng. 3:30 rồi nhưng mà ong vẫn soi nhiều lắm. Không biết là nó có về cái đỗ này không. Đang soi rất là nhộn nhịp. Bây giờ phải xuống nó bạch một cái nhũ nữa bên dưới này cho nó, để nó thích đi cái nhũ nào nó chui. Đây có thể nó chui cả nhũ bên dưới này nhé. Vì là người ta trộm nên người ta không chát vào. Em không mang bùn lên đây để chát. Đây này, nó soi rất là nhiều. Nó không sợ gì cả, nó vẫn cứ về bình thường, việc ai người làm. Thằng quay thì kệ thằng quay, tao đi tìm chỗ thì kệ tao. Đấy vậy này, nó cứ vòng vèo ở gốc cây này. Đấy rồi mới chui vào này các bác nhá. Đấy. Nên nó cứ vòng vèo từ trên kia nó xuống, những con mới đến là nó vòng từ trên kia. Rồi nó xuống dần và xuống đây. Đấy. Đấy là nguyên nhân tại sao mà nên đặt ở những cây càng to càng tốt các bạn. Thì ong nó soi nó hay về tìm. Đấy cứ đặt hướng tổ lỗ tổ gần gốc cây, ong nó soi vào ngay. Trong này 10 mấy 20 con nha các bác nhé. Trong cái lỗ trong tổ này, trong thùng này, vào khá đông rồi. Em chờ đợi một lúc xem có ong về hay không. Không biết buổi chiều này ong có về không. Không thì sáng chắc là mai nó mới về đấy. Tranh nhau ở trong đấy. Đây có một con ở trên đỉnh này. Đấy 2-3 con đi. Đấy đang xuống này. Đang vòng xuống này. Đấy đến đây. Đấy xuống. Đấy liên tục đi các bạn. Đây ong nó tìm chỗ là như vậy đấy các bạn. Nên bẫy thì mình cứ đặt ở những gốc cây càng to càng tốt. Chỗ nào rừng nhiều cây thì mình chọn cái cây thật to và thật trội vào. Đấy không thì mình tìm những cái cây nó đơn lẻ một chút. Đây như cây này này. Quanh khu vực này không có cây nào to như nó. Đấy ong bắt đầu xuống ấy. À, em chờ một lúc nữa xem có ong không. Có ong thì em quay cho các bác xem nhé. Ở video em chém gió xem ong về soi đến đây là kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nhé, để xem những cái đỏ ong và chia sẻ những phương pháp bẫy ong, chăm ong tất tần tật về nuôi ong và đi rừng nha các bác nhé.
Chào tạm biệt các bác.